Lê Na xin chào quý vị và trước hết Lê Na và Tommy xin chúc quý vị một đêm nghe nhạc thật là vui tươi và thoải mái. Và Lê Na và Tommy cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong đêm nay. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Và xin được phần đầu tiên Lê Na và Tommy xin gửi đến quý vị nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoành nhạc tên đó là bài Yêu làm chi. Xin gửi đến quý vị. Xin chào quý vị. Trong đêm ngày mãi yêu em dù trong ngày mai.